Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng tôi muốn chia sẻ các bạn là các cái loại ống cấp thoát nước ở trong công trình nhà dân. Thì chúng tôi đang đứng ở một cái công trình mà chúng tôi thi công trọn gói. Và nhân tiện đây thì chúng tôi muốn chia sẻ các cái loại ống này để các bạn có thể nắm được và từ đó kiểm soát cái đường ống cấp thoát nước cho công trình nhà mình. Rất là nhiều người dân thì chỉ thấy thợ điện nước là thi công các cái ống như vậy thôi, nhưng mà họ cũng không thể hiểu được đây là các cái ống gì, có tác dụng gì. Thì thông qua video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ các cái loại ống và tác dụng của chúng trong công trình nhà dân, để từ đó chúng ta có thể kiểm soát xem là người thợ điện nước của chúng ta thi công có đúng không các bạn nhé. Và tôi đang đứng ở trên gọi là cái đỉnh của tầng tum, đỉnh của tầng tum của một công trình nhà dân. Đó, và tôi sẽ chia sẻ các bạn các cái loại ống ở đây. Rất là nhiều các cái loại ống như thế này. Thì xin mời cameraman đứng gần một chút để chia sẻ cho mọi người. Đây, đầu tiên là ba cái loại ống to. Ống này thì là đang là ống nhựa tiền phong các bạn nhé. Chúng tôi sử dụng ống nhựa tiền phong. Và đường kính của ba cái loại ống này là 110 các bạn ạ. Đây là 110. Thì chia sẻ các bạn cái loại ống to đầu tiên D110 này thì là ống thoát sàn. Thoát sàn. Sàn ở đây là gì? Thì giả sử ở trên tầng tum này khi mà mưa xuống thì chúng ta đánh dốc nước của sàn và thu về đây. Đây ạ. Đó, người ta đã để sẵn chờ ở đây rồi đấy ạ. Và thứ hai nữa là ở dưới khu vực dưới kia, anh cameraman quay dịch xuống một chút. Đó. Đấy. Ở dưới kia cũng là cái sân trên sân thượng. Đấy, là sân chơi. Đấy, thì gì ạ? Sẽ phải có cái ống gọi là thoát sàn, chúng ta thu nước mưa về. Đấy, thì ở kia là cũng là một cái vị trí cả để chúng ta thu về này. Đó. Được chưa? Rồi. Thì sau này tất cả các cái loại ống thoát sàn nó sẽ thông với nhau và đi trên một cái trục gọi là một cái hộp kỹ thuật, có thể là 1, 2 hoặc 3 tùy công trình các bạn nhé. Và tiếp theo, ngoài tác dụng của thoát nước mưa thì cái ống này chính là cái ống mà thoát sàn ở trong khu vực nhà vệ sinh. Khi mà chúng ta tắm rửa hoặc là chúng ta rửa ráy ở trong nhà thì cái nước mà thoát xuống sàn của nhà vệ sinh ấy, cũng được thu vào cái ống này. Đấy, và nó sẽ kết hợp vào các cái trục ống trên các cái hộp kỹ thuật khác nhau. Đấy là ống thứ nhất, ống thoát sàn. Ống ở khu vực giữa này gọi là thoát gì ạ? Là thoát xí các bạn nhé. Tức là cái nước mà chúng ta khi mà ngồi bồn xí đấy ạ, chúng ta ấn nước chúng ta dội đấy ạ, hoặc chúng ta đi vệ sinh đấy, chúng ta dội thì đấy gọi là thoát xí. Đấy. Thì nó có thể là cùng trên một trục ống của một hoặc hai hoặc nhiều hộp kỹ thuật, thì tùy từng cấu trúc để làm sao nó thuận tiện cho cái việc thoát nhất. Đó. Và ống thứ ba là cái ống rất nhiều người không biết cái ống này, 100 cũng là D110. Cái ống này gọi là ống thoát gió. Vì giả sử trong các nhà vệ sinh của bạn thì sẽ có những cái quạt gió đúng không ạ? Đấy, thì cái quạt gió đấy thì cái cung cấp cái gió tươi ở ngoài trời vào trong nhà vệ sinh, tại vì nhà vệ sinh thì nó rất là kín và bị bí đúng không ạ? Thế thì cái ống này có tác dụng là cung cấp gió tươi để đưa đến cái phần quạt gió trong mỗi nhà vệ sinh để thông khí ở trong các nhà vệ sinh. Thì đây gọi là ống gió ở phần tất cả các quạt gió của nhà vệ sinh các bạn nhé. Rồi, chia sẻ tiếp đến cho mọi người một cái ống nữa là đường kính D42. Đấy, D42, đây cái ống này ạ. Đấy. Ống này ấy thì chạy từ thẳng từ dưới lên. Cái nhà này thì ở dưới có tầng hầm các bạn nhé, tầng hầm. Và cái gọi là bể phốt, chúng ta hay gọi là bể phốt ấy, thì ở ngay trục dưới này vào khu vực dưới tầng hầm. Đến đây gọi là ống thông hơi của gì ạ? Của bể phốt các bạn nhé. Ống thông hơi của bể phốt. Đây chúng tôi đang bị tạm này thôi. Đó, ống thông hơi của bể phốt. Tại vì các bạn biết là bể phốt thì thường là nằm dưới ngầm, dưới hầm đúng không ạ? Đấy, nếu mà chúng ta không có cái ống không hơi, tức là cấp gió cho cái khu vực bể phốt ấy, thì chúng ta sẽ không thể thoát tốt được cho cái khu vực bể phốt đúng không ạ? Đấy, thì đây gọi là ống thông hơi khu vực bể phốt. Tiếp đến, có một cái ống đường kính này. Đây, các bạn nhìn đây ạ. Đó. Đây anh cameraman thì chiếu mọi người, đường màu xanh này. Đó. Được chưa? Đó, nó sẽ có hai cái ống màu xám này có hai loại nhá. Một, đây là ống màu xanh là cấp nước lạnh này. Tức là chúng ta cấp từ gì ạ? Từ cái khu vực bể test nước. Tại công trình này thì có một cái test nước ở dưới khu vực tầng hầm. Hệ thống cấp nước của gì ạ? Khu đô thị sẽ cấp nước từ hệ thống chung vào khu vực test nước. Sau đó là chúng tôi sẽ dùng máy bơm. Đấy, thì bơm lên cái khu vực ống này. Bơm tức là thông qua cái ống này là cấp nước lạnh vào một cái gì ạ? Cái gọi là cái test nước ở trên mái. Nó có hai test các bạn nhé. Đấy, nhà công trình này thì không dùng bể nước ngầm mà dùng test nước ở dưới tầng hầm. Thì hệ thống cấp nước sẽ cấp nước vào test nước ở tầng hầm, sau đó dùng máy bơm
Đấy, bơm lên trên cái tenner ở trên mái này. Đấy, thì cái ống nhỏ này và có cái màu xanh ở dọc này gọi là cấp nước lạnh. Đó, cho khu vực tenner trên mái. Rồi, khi mà cấp lên mái tenner này rồi thì nước mà cấp cho các cái khu vực vệ sinh đó, hoặc là máy giặt, hoặc là khu vực mà chúng ta rửa bát thì là cái ống nào? Là cái ống này các bạn nhé. Là cái ống to hơn này, cũng là có cái đường vân màu xanh này. Thì nó sẽ cấp toàn bộ nước cho tất cả các khu vực nhà vệ sinh, khu vực bếp, khu vực máy giặt các bạn nhé. Đấy. Và cái ống nhỏ hơn có đường kính màu, có cái gạch màu đỏ này thì là cái ống này sẽ kết nối với cái phần là năng lượng mặt trời. Đấy, nó gọi là ống nước nóng các bạn nhé. Đó, sẽ cung cấp nước nóng từ cái năng lượng mặt trời mà gia chủ sau này sẽ lắp đặt trên mái cho tất cả các cái khu vực nhà tắm cũng như khu vực rửa tay. Ok, thì để hiểu rõ hơn thì xin mời các bạn cùng tôi xuống từng nhà vệ sinh ở dưới từng tầng để chúng ta cùng hiểu hơn nhé. Vâng, đây là cái vị trí tầng bên dưới, đây là cái tầng tum các bạn nhé. Vừa rồi các bạn đang đứng ở trên nóc của cái tầng tum, và đây là khu vực tầng tum thì các bạn sẽ thấy ở đây cái phòng, đây là một cái phòng ngủ có vệ sinh khép kín thì sẽ phải xây hộp kỹ thuật. Đấy, và các bạn nhìn thấy này. Đấy, chúng tôi phải tính toán cái độ rộng của hộp kỹ thuật làm sao mà phải có cái check. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Đấy, có cái độ vát ống ở trên đi thẳng từ đây thì vát xuống bên đây. Đấy, xong tiếp tục xuống bên dưới thì là đảo chiều. Đấy, các bạn quay xuống đây đảo chiều. Đấy, nên rất là nhiều người thắc mắc là thế thì cái độ rộng của cái hộp kỹ thuật này bao nhiêu là hợp lý. Bây giờ tôi đo găng tay cho các bạn nhìn thấy này. Đấy, đấy. Thì ít nhất nếu mà sau này mà xây cả gạch lên nữa, gạch khoảng 110 các bạn nhé, thì nó đây, ví dụ tôi đo găng tay đây của tôi, ít nhất nó phải rơi khoảng gần 2 găng tay. Đấy, một găng tay này thì nó rơi vào khoảng đây, khoảng găng tay thì khoảng tầm mười mấy phân. Đấy, như trong tiêu chí chúng tôi để thì thường khoảng 30. Đấy, đấy là có cả gạch xây rồi. Đó, và đây các bạn nhìn thấy đấy là cái lý do tại sao là cứ phải để cái lỗ của hộp kỹ thuật nó kích cỡ như vậy. Đó, thì đấy là cái rất là thực tế, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, được chưa? Tại vì cái hộp kỹ thuật để che đi toàn bộ những cái đường ống cấp thoát nước cho công trình. Các ống này thì tôi giải thích rồi. Và tại sao lại có cái độ check như thế này? Để cho cái việc mà cấp thoát nó tiện lợi hơn, chứ không ai đi thẳng một tuột từ trên xuống dưới các bạn nhé. Rồi, xin mời các bạn. Thì đây là một cái tum gia chủ tận dụng để cho người giúp việc ở. Đấy, sau này thì người giúp việc sẽ ở trên toàn bộ tầng tum này. Và gia chủ cũng làm luôn một cái phòng vệ sinh khép kín cho người giúp việc. Đây ạ. Để mọi người xem. Đây, tôi sẽ chỉ cho bạn một số cái ống. Để tí nữa các bạn mà xuống bên dưới nhé, các bạn tí xuống bên dưới các bạn sẽ thấy ngay. Đấy, ví dụ như cái nhà vệ sinh của chúng ta đang ở trên khu vực tầng tum thì ống của chúng ta phải đi dưới. Tại vì nhà này là có trần thạch cao thì nó sẽ đi dưới trần luôn. Cái hệ thống ống sẽ đi dưới trần. Thì đây là cái ống mà thoát nước mặt của sàn vệ sinh này. Đây. Đấy. Còn đây là cái ống mà gì ạ? Thoát xí này. Đấy, đây là ống thoát xí các bạn nhá. Còn đây ạ. Đây các bạn có thể nhìn đây. Đây. Đây cái ống này. Thì chúng ta sẽ phải có một cái ống cấp nước cho đây, gọi là cái lavabo chúng ta rửa tay các bạn nhé. Lavabo rửa tay. Và đồng thời chúng ta phải có một cái ống thoát. Khi mà chúng ta rửa tay chúng ta xả cái nước ở lavabo đi, thoát nước cho cái lavabo ở khu vực rửa tay. Đó, các bạn nhìn để chú ý giúp tôi. Và anh Carmen đứng ở đây anh quay đây cho tôi một chút nữa ở chỗ này ạ. Đây, để cho bạn nhìn nó dễ nhé. Đây, anh quay sang đây góc này. Đấy, góc ngay bên ngoài nhà vệ sinh. Thì đây là cái thoát nước sàn. Tại vì cái sàn tầng tum này nó tương đối lớn thì chúng tôi phải thoát bố trí hai vị trí. Đây là thoát nước gì ạ? Nước mưa đấy ạ, của cái sân thượng tầng tum. Rồi. Và kia một vị trí nữa kìa, Caramel có thể quay cho mọi người. Đấy, ngoài kia, ngoài kia. Đó. Rồi, xin mời các bạn cùng tôi xuống dưới cái tầng 4 của gia đình để chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Vâng, thì cái khu mà tôi đang đứng đây thì nó là ở dưới cái nhà vệ sinh của tầng tum. Đấy, các bạn thấy là toàn bộ trần của công trình này sau là sẽ được phủ một lớp trần thạch cao lên toàn bộ cái hệ thống ống này. Thì sẽ được che đi bởi hệ thống trần thạch cao các bạn nhé. Thì tôi sẽ giải thích một chút này. Ở cái vị trí các bạn nhìn ở vị trí ở đây. Đây, các bạn nhìn thấy vị trí ở đây. Vị trí đây là có hai cái ống nó đi xuống ở dưới sàn. Thì một cái là thoát nước sàn
Đây thì tôi sẽ lấy cái que nó chỉ mọi người. Đây là cái thoát nước sàn của cái vệ sinh tầng tung. Đó. Và đây cái ống này cũng là thoát nước sàn nhưng mà là của cái sân thượng ở phía bên đằng trước đấy. Đấy, lúc mà tôi chỉ các bạn ở video đoạn trước đấy. Rồi, còn đây là cái ống thoát xí này. Đây là ống thoát xí. Được chưa? Ống thoát xí. Rồi, tiếp theo, cái chỗ này ấy, các bạn nhớ không? Đây, cái chỗ này này. Có cái ống nhỏ nhỏ này. Thì đây là cái lavabo rửa tay. Đấy. Thì đây cái ống này ấy, là cái vị trí mà gì ạ? Thoát nước của lavabo. Đấy các bạn thấy này. Ống đang nhỏ như thế này, sau đó chúng tôi đấu lối ra hệ thống ống to này và hòa chung vào cái hệ thống gì ạ? Đấy, thoát gì ạ? Thoát sàn của vệ sinh và sàn của tầng cái sân thượng trước thoát nước mưa đấy. Nó mưa và thoát nước sàn. Đấy, đấu chung vào hệ thống ống này để đi về trục. Đây các bạn nhìn video. Để đây gọi là thoát nước sàn nhá. Để đi cùng về một trục. Đây các bạn nhìn thấy nhá. Cùng về một trục. Đó, trên một hộp kỹ thuật như thế này. Đó. Thì tùy cái vị trí của nhà vệ sinh sẽ ở đâu để chúng tôi sẽ tính toán làm sao cho nó phù hợp nhất các bạn nhé. Đó. Còn đây xí đây các bạn nhìn thấy đây. Đây tôi sẽ chỉ đây. Đây xí đây. Thoát xí. Chạy thẳng về đây. Đó. Sau đó là nối với cái trục các bạn nhìn thấy đây. Nối với cái trục. Đó. Của thoát xí bên trên. Sau đó đi thẳng xuống. Theo hộp kỹ thuật này. Đó. Và hệ thống cấp nước cũng tương tự như vậy các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy đây là cấp nước này. Đây. Đấy là ở đường ống cấp nước này. Đó. Và chia sẻ các bạn nữa, ở trên cùng tầng 4 này gia chủ có một cái nhà vệ sinh ở góc trong này. Đó, góc trong này. Đó, thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là ở đây vị trí trong cùng ấy là cái nhà vệ sinh. Thì sao lại có một cái ống từ nhà vệ sinh đây đi ra đây? Tại vì thông thường cái nhà vệ sinh của cái khu vực tầng gì ạ? Cái tầng này thì nó đi dưới sàn của tầng này đúng không ạ? Nhưng mà tại sao lại có một cái ống ở đây nữa? Thì chia sẻ với mọi người, đây là cái vị trí ống thoát gì ạ? Thông gió nhé. Cái vị trí ống thông gió. Tôi nhắc lại, đó là cái vị trí ống thông gió của cái nhà vệ sinh này. Tức là cái quạt gió đấy. Thông với cái quạt gió của nhà vệ sinh này. Đó. Còn đâu toàn bộ cái thoát xí, thoát sàn cấp thì lại đi xuống dưới của cái sàn tầng 4 này. Đó, được chưa? À, nói này thì các bạn rất là dễ hiểu rồi. Và ở đây các bạn sẽ thắc mắc là thế có một cái ống gì ở đây? Để chia sẻ các bạn là cái chỗ trên của thằng tum ấy thì chúng tôi sẽ đặt, gia chủ sẽ đặt cái máy giặt ở đây. Đấy. Thì đây sẽ là cái vị trí ống thoát nước của máy giặt các bạn nhé. Khi mà chúng ta giặt rũ xong ấy thì chúng tôi sẽ đấu cái ống của máy giặt ấy thẳng vào cái ống này luôn, là thoát nước của máy giặt. Đấy, từ đây thẳng vào và nó vẫn vào cái trục của thoát sàn đúng không ạ? Vẫn vào cái trục của thoát sàn các bạn nhé. Đấy, từ kia sang vẫn vào trục của thoát sàn. Được chưa? Và các bạn lưu ý giúp cho tôi này. À, toàn bộ cái hệ thống ống này thì được đỡ bằng hệ thống ti. Các bạn có thể quay hệ thống ti cho mọi người xem. Đó. Hệ thống ti đây, hệ thống ti này. Đó. Được chưa? Thì chúng tôi phải tính toán làm sao. Đây, có thể quay xong bên này cho mọi người nhìn. Cái hệ thống ti đây, đây cũng là ti đỡ này. Đó, chúng tôi sẽ treo ống trên hệ thống ti đi, mở khoan vào trần như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nên rất là nhiều người thắc mắc là thế thì các cái vị trí trước khi mà đổ bê tông như thế nào, đúng không ạ? Đấy, và người ta đỡ các cái hệ thống ống này như nào thì hôm nay là các bạn nhìn cận cảnh nhá. Toàn bộ cái hệ thống này thì người ta có thể là gì ạ? Người ta sẽ đặt sẵn khi mà trước khi mà đổ sàn bê tông là phải đặt sẵn. Đấy, đặt sẵn những cái ống này. Sau đó là người ta sẽ sử dụng hệ thống ti để đỡ cái hệ thống nóng này. Và các bạn nhìn thấy này, chúng tôi phải tính toán làm sao mà nước từ trên của tầng tum xuống cái hộp kỹ thuật này phải có độ dốc đúng không ạ? Thì từ cái điểm này này, cái điểm này anh camera anh đứng ở góc này anh nhìn cho mọi người để thấy được cái độ dốc. Tức cái điểm này nó phải cao hơn. Đây cái điểm này nhá, nó phải cao hơn so với cái điểm này. Đấy. Nếu mà cái ống các bạn cứ tưởng tượng nhìn theo cái chiều này mà ống ngang ấy. Đấy, và cái không có độ dốc từ dốc từ trên như dốc xuống đây ấy, thì nước nó cứ lưng lửng đúng không ạ? Đấy, chúng ta phải thiết kế hệ thống ống làm sao nó có độ dốc thì vừa đảm bảo là gì ạ? À, cái hệ thống ti. Đó. Ti đỡ ống, ví dụ trên kia phải cao hơn so với cái điểm này để nó dốc, có cái độ dốc nó chảy nước về hệ thống mắc của các cái đường ống trong hộp kỹ thuật này.
Đó, thì các bạn hiểu chưa? Rồi, thì xin mời các bạn cùng tôi xuống tiếp ở bên tầng 3 của công trình để tìm hiểu tiếp về hệ thống cấp thoát nước này các bạn nhé. Vâng, và cái nơi tôi đứng đây là mặt bằng sàn tầng 3. Thì ngay trên đầu tôi, từ cái vị trí dầm này đến cái vị trí dầm ở đây, đó, thì là cái khu vực nhà vệ sinh. Đấy, tức là ngay trên đầu tôi là khu vực nhà vệ sinh. Thì tôi sẽ chỉ tiếp cho các bạn các hệ thống ống thoát cho ở khu vực nhà vệ sinh này các bạn nhé. Và cái vị trí này, đây, như bạn nhìn thấy vị trí này, đây là cái vị trí thoát sàn, cái ống to này. Đấy, thì sẽ có một cái phễu thu nước của sàn ở trên này đấu vào cái hệ thống ống 110. Đó, đây gọi là thoát sàn này. Tiếp đây là cái khu vực thoát xí. Và ở đây tại sao tôi biết ngay ở cái vị trí này là vị trí mà là thoát xí? Tại vì các bạn biết là xí thì bao giờ phải đặt cách ra một chút chứ không ai đặt sát vào khu vực bên dưới trường này, đúng không? Đấy, đây là thoát xí này các bạn này. Và tiếp đến này các bạn nhìn thấy có một cái ống nhỏ đường kính D42 đấy đấu vào cái hệ thống này. Thì đây là cái ống mà gọi là thông hơi của xí các bạn nhé. Đấy, ống thông hơi. Đấy, cái ống này nó sẽ chạy, nó tách ra sau khi kỹ thuật ở kia và nó sẽ chạy thẳng lên trên tầng tu. Đấy, ống thông hơi của xí. Tiếp đến thế bạn sẽ hỏi là cái thoát sàn rồi, thế thì cái thoát của lavabo thì ở đâu? Đây, công trình này lavabo ở bên ngoài này. Đó, đây là cái ống mà đấu với cái hệ thống lavabo, sau đó thoát nước vào chung cùng với hệ thống thoát sàn này. Đó, đấy, các bạn thấy xí, bắp xí này, bắp sàn này, nó chạy song hành. Tiếp đấy, tiếp các bạn để ý nhé, là phải có độ dốc các bạn nhé. Cái điểm này ấy, nó phải cao hơn so với những cái điểm còn lại, thì cũng có cái hệ thống ti nước này, cái ti này quan trực tiếp vào tường, vào trần của bạn nhé, trần bê tông. Đó, sau đó là có cái độ dốc đổ về ống thoát kia. Xin mời Corona nhìn nhé. Và tiếp tục ở đây, các bạn nhìn thấy ở đây thì là ở bên trên này thì là cái nhà bếp các bạn nhé. Thì chỗ bếp ấy, thì phải có cái chậu rửa, thì đây là cái vị trí mà thoát nước của chậu rửa các bạn nhé. Đó, đây này, đấy, cái này nó sẽ đấu vào cái hệ thống thoát nước của chậu rửa và đi vào cái phần chung với hệ thống thoát sàn. Các bạn nhìn này, thì cái điểm này nó lại phải cao hơn so với cái điểm ở cuối. Thì bạn sẽ thấy ống thoát nước của chậu rửa ở khu vực bếp đấy. Đấy, đi đấu vào chung với hệ thống thoát sàn. Đấy, tại vì nó đều là nước mưa này, nước ở khu vực sàn nhà vệ sinh này và cái nước của chậu rửa đấu chung hết vào một hệ thống ống. Đấy, tiếp tục chạy thẳng để đi vào ống thoát. Đây là cái nhà vệ sinh nữa các bạn nhé. Đây chính là nhà vệ sinh nữa. Đây, còn hệ thống cấp thì tôi lại quay lại vị trí ở đây để chia sẻ với các bạn hệ thống cấp. Đây, thì cái ống này ấy, thì là cái ống cấp nước cho cái gì ạ? Cái vòi rửa của khu vực chậu rửa bát. Đây là ống cấp nước này. Đấy, được chưa? Còn đây là khu vực cấp nước ngắm từ năng lượng mặt trời này. Đấy, các bạn nhìn chỉ cần phân biệt màu xanh và màu đỏ các bạn để ý thấy ngay. Rồi, chúng ta đi tiếp. Đấy, các bạn thấy được không? Đường ống cấp nó sẽ chạy như này, sau đó tiếp tục vào ống thoát đây. Rồi các bạn có thể vào trong khu vực nhà vệ sinh này. Đây, trong nhà vệ sinh này tôi chia sẻ các bạn đây. Đấy, nó chạy thẳng từ kia phía sau là có trần thạch cao che đi, chạy thẳng vào. Đấy, đi vào ống thoát. Đó, các bạn chú ý nhá. Độ để công trình này có thoát nước mạnh hay không ấy thì cái độ dốc của các cái ống này rất quan trọng, và độ dốc thì quyết định bởi diện các cái ti có cái độ chênh cao thấp khác nhau đó. Và chúng ta phải để ý làm sao mà gì các cái ống này đi thì nó vừa gì ạ, đủ khoảng cách cái trần, cái độ cao trần đến thành cao mà chúng ta mong muốn, và vừa đảm bảo cái độ dốc của cái ống. Thì đấy là cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà cấp thoát nước các bạn nhé. Rất là nhiều nhà bảo là sao mà hay bị tắc do cái ống của chúng ta không có đủ độ dốc và không đủ đường kính. Đấy là cái nguyên nhân. Rồi, đây là các cái hệ thống ống tiếp tục nó chạy từ tầng trên đầu nối vào đây. Đó, đi chung hết vào ống kỹ thuật. Rồi, xin mời các em nó để chia sẻ xuống dưới đây ạ. Các cái ống này tôi giới thiệu từ trên rồi, các bạn để xem lại từ trên, trên cái khu vực của tôn đỉnh sân thượng ạ. Thì tiếp tục ở đây là nhà vệ sinh, thì chúng ta lại phải có cái vị trí gì ạ? Vị trí thoát cho xí và vị trí thoát nước mặt của cái sàn nhà vệ sinh này, đúng không ạ? Thoát xí, thoát nước mặt của nhà vệ sinh. Và các bạn chú ý giúp cho tôi,
ở đây đây, anh cameraman nó để quay lên đây. Đấy, quay gì lên. Đây, anh cameraman để thấy là đây, chỉ mọi người cái ống này. Cái ống này là cái ống mà tôi chia sẻ các bạn là có cái quạt hút mùi đó. Đấy, thì ống này sẽ là cái ống gió. Đấy, để hút lên trên ống gió. Lấu đối với vị trí mà quạt hút mùi cho nhà vệ sinh này. Đấy, nhà vệ sinh này thì rất may là có cái cửa này rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn thiết kế là quạt gió để hút mùi. Rồi, cái chu này thì các bạn nhìn thấy ở đây. Ở đây, đây, cái vị trí khu vực đây. Thì sẽ là cái khu vực lavabo. Thì sẽ phải có thoát cho lavabo, được chưa? Đấy. Và cấp nước lạnh và cấp nước nóng cho khu vực lavabo này. Rồi, chúng ta sẽ tìm tiếp cái vị trí mà vòi sen. Đây, cái vị trí là vòi hoa sen đây. Đó. Vòi sen thì chỉ cần có cái đường cấp thôi, đúng không ạ? Đường cấp nước cho vòi hoa sen. Còn sau mà chúng ta tắm rửa nó rơi vào nước sàn, nó thoát vào nước sàn rồi. Và ở đây sẽ phải có một cái van nhé. Chia sẻ mọi người là mỗi một nhà vệ sinh thì chúng ta đều phải có van. Giả sử trong cái trường hợp này bạn cần van này, chúng ta bị hỏng mất một cái thiết bị gì đó ở khu vực lavabo này, hoặc chúng ta bị dò nước chúng ta cần thay, thì chúng ta khóa cái van tổng này bạn. Đấy, và chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa bao giờ ok xong chúng ta sẽ mở van ra. Và mỗi một nhà vệ sinh sẽ có một van. Và chúng ta sẽ có một van tổng của toàn bộ hệ thống cấp thoát của hệ thống cấp nước này nữa. Rồi, xin mời các bạn cùng xuống khu vực tầng 2 tiếp nhé. Vâng, và nơi tôi đang đứng đây là mặt bằng sàn tầng 2 của công trình. Và trên đầu tôi thì là cái nhà vệ sinh của khu vực tầng 3. Tôi sẽ chỉ tiếp các hệ thống ống cho mọi người nhé. Rồi, đây, tiếp tục cho mọi người nhìn thấy những cái vị trí ống tiếp theo. Đây, các bạn nhìn thấy ở trong này là khu vực thoát sàn này. Đây, thoát sàn này, ở trong góc này. Đấy. Còn cái ống này là thoát của cái khu vực lavabo. Đấy, ống nhỏ, sau đó đấu vào ống to, sau đó đấu vào chung hệ thống thoát sàn. Đó, được chưa? Và tại sao chúng tôi lại để chờ ở đây một cái ống này? Tại vì các bạn biết là trên này sau này gia chủ làm một cái hệ thống sàn bằng sắt chữ Y. Đấy, tăng cường bên trên thì có cái hệ thống sàn ở bên ngoài trời. Thì cái ống này sẽ là cái thoát cho cái sàn ở bên trên nữa. Đấy, thì sau sẽ được để chờ ở đây và đấu vào đây cùng chung vào hệ thống thoát sàn đó, được chưa? Ok. Tiếp theo, cái này là thoát xí này. Đây, bạn nhìn thấy trên này. Đây, đấy, thoát xí. Đấy, đi vào đây, thoát xí chung của tầng trên, đấu chung vào đây. Đó, thoát xí là ở giữa các bạn nhé. Còn đây là cái khu vực là ống thoát cho khu vực gió này. Đấy, thoát gió, thông gió. Ok. Và anh cameraman để quay đằng sau lưng anh. Đây là khu vực nhà vệ sinh các bạn nhé. Tiếp tục là một nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang. Đấy. Đây thì trong này thì gia chủ đây là cái vị trí mà thoát xí này. Được chưa? Đây là cái vị trí thoát xí. Và đây là cái vị trí mà thoát cho lavabo. Lavabo. Tới. Không phải. Ơi, cho xương cái. Vâng, đây cái vị trí chân tôi đang dẫm đây ạ. Là thoát của lavabo, thoát xí bên trong. Thì trong này thì gia chủ chỉ có là xí và lavabo chứ không có tắm rửa ở chỗ này. Tại vì khu vực này là gia chủ sẽ không sử dụng vòi hoa sen ở đây các bạn nhé. Rồi, xin mời các bạn xuống tiếp khu vực tầng 1. Vâng, chúng tôi đang đứng ở sàn tầng 1 của công trình. Thì các bạn thấy đây. Đây, cái vị trí này các bạn có thể quay cái vị trí này ạ. Thì đây là cái vị trí mà nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang ở tầng trên đấy ạ. Đấy, thì ở cái khu vực ở đây, các bạn nhìn thấy đây, có khu vực này. Đấy. Và cái vị trí thoát ở đây. Thì khu vực này là cái vị trí mà thoát nước xí các bạn nhé. Và đây là thoát nước sàn trong cùng. Đấy, sau đó đấu lối chung ra đây. Đấu lối chung ra đây. Đấy, sau đó tiếp tục thẳng cái trục hộp thuật đi xuống. Được chưa? Đó. Và các bạn để ý giúp tôi, ở đây ngoài này có một cái nhà vệ sinh nữa. Nhưng mà thợ của chúng tôi chưa lắp đặt nên tôi sẽ giới thiệu sau. Nhưng mà cái nhà vệ sinh này sẽ đi thẳng xuống dưới. Dưới nhà vệ sinh đấy là khu vực bể phốt luôn. Đấy, ở dưới khu vực tầng hầm. Thì sau đây xin mời các bạn xuống khu vực tầng hầm các bạn xem nhé. Vâng, nơi tôi đang đứng đây là vị trí tầng hầm của công trình. Thì công trình này thì là kiểu bán hầm các bạn nhé.
tức là nửa âm xuống lòng đất, nửa đồi lên bên trên, gọi là bán hầm, chứ không phải là tầng hầm hoàn toàn. Nên vì vậy, vì công trình là bán hầm nên chúng tôi quyết định tư vấn thiết kế cho gia chủ là cái khu vực 7 phốt làm lồn ở một góc toàn bộ khu tầng hầm này, chứ không phải là 7 phốt chìm các bạn nhé. Đối với cái kiểu bán hầm này thì chúng ta làm phải 7 phốt lồn như thế này. Đấy, tại vì nếu mà chúng ta làm 7 phốt chìm ấy, mà cái 7 phốt của chúng ta lại thấp hơn so với cái cốt của cốt lề đường nhé. Đấy, để chúng ta đi ra cái hệ thống ống cái cống rãnh thoát ở ngoài đường ấy, thì chúng ta phải dùng hệ thống bơm. Đấy, thì lúc đấy rất là phức tạp. Và chúng tôi quyết định làm cái hệ thống bể phốt ở dưới toàn bộ khu vực tầng hầm ở góc này, để phốt lộ ở trong tầng hầm. Và bạn nhìn thấy cái ống này thì là cái vị trí mà ống thoát nước xí, được chưa? Tức là tất cả các nhà xí của các nhà vệ sinh trên tất cả các tầng đấy, sẽ được đấu nối vào cái trục ống này, sau đó đi vào khu vực bể phốt. Các bạn nhìn thấy đây, nó đang đi thẳng vào khu vực bể phốt. Rồi tiếp theo, cái ống trong cùng là ống thoát nước mưa các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy này. Đây. Đấy, cái ống mà đây là cái vị trí ống này. Để chúng tôi có cái đường ống chạy trên hộp kỹ thuật, cái ống thoát nước sàn của các vệ sinh và ống thoát nước mưa đấy là cùng chung này, để chạy thẳng từ trên nó đâm vào đây. Và đây chúng tôi có cái khớp nối là chữ T đấy, khớp nối chữ T. Đấy, nối vào đây. Thì cái ống nước mưa nó sẽ có cái độ dốc, nó sẽ chảy ra phía bên ngoài. Đây, caramel này, đứng anh chiếu đây chiếu ra. Đây. Đấy. Thì đây là cái vị trí thoát nước mưa này, thoát nước sàn này, nước mưa thoát nước sàn. Thì cần là có độ dốc từ đây chạy thẳng về kia. Đấy. Và anh Thủy anh chỉ cho mọi người cái cốt. Đấy, cái cốt của vỉa hè ở đâu ạ? Đấy, cái cốt vỉa hè là cái lỗ mà anh Thủy tay Thủy đang sờ đấy. Cái ống bên trong cùng thoát nước sàn. Đấy, và thoát nước mưa. Đấy, từ đấy cái ống đấy đi qua cái vỉa hè để đi ra cái hệ thống cống rãnh chung của khu đô thị các bạn nhé. Đó. Còn cái ống tiếp theo ở phía bên ngoài này, ống bên ngoài này thì là cái này là khu vực cái thoát nước của bể phốt các bạn nhé. Thoát nước của bể phốt đây, thoát nước của bể phốt đây, các bạn này đây, đâm từ bể phốt đi thẳng ra thoát nước của bể phốt đấy. Và cái ống này các bạn thấy là tại sao mà nó lại làm hình chữ T, nó đấu hẳn vào bên trong này nữa đấy, để nó thoát ra. Thì cái ống này, cái ống mà thoát sàn ấy, nó sẽ lấy cái nước của cái ngăn lọc trong nhất ấy, để thoát luôn ra phía bên ngoài đấy các bạn nhé, chú ý cho tôi đấy. Vâng, và các bạn chắc chắn là đang thắc mắc là thế thì sao cái ống thoát nước sàn này hình chữ T đấy, mà nó lại có một cái ống đâm vào cái bể đấy, thì có phải là lấy nước từ cái bể này nó thoát ra không? Thì xin thưa các bạn, không, thoát nước của cái khu vực bể phốt nhá, cái nước bằng cái ngăn lắng ngăn lọc mà nước mà trong nhất ấy thì sẽ thoát ra cái ống ở bên này, ống bên ngoài cùng này. Còn ấy ở đây tại sao nó đâm vào bên trong? Tại vì chia sẻ với mọi người, anh Caramel đứng ngồi một chút. Tại vì ở cái góc này, đây ở cái góc này, góc cuối này, đấy, là có một cái nhà vệ sinh các bạn nhé. Nhà vệ sinh này thì vẫn phải có cái điện thoát sàn. Đấy, thì chúng tôi đấu nối cái phần phễu thoát sàn của nhà vệ sinh dưới tầng 1 đi vào cái ống này. Đấy, và đấu chung vào cái phần thoát điện thoát sàn và thoát nước mưa ở đây. Đó là lý do tại sao chữ T và nó đi xuyên qua cái vị trí của bể phốt các bạn nhé. Vâng, chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc là thế thì cái ống thông hơi cho khu vực bể phốt ở đâu đúng không ạ? Thì xin chia sẻ với các bạn đây, cái ống đây. À, cái ống mà tôi chỉ các bạn ở trên cái phần tầng trên đỉnh của tầng áp mạng tầng mái đấy. À, đây ống này các bạn nhé, thì nó sẽ đấu vào khu vực bể phốt và nó sẽ thông hơi cho bể phốt. Đấy, đi cái ống này sẽ đi thẳng theo trục kỹ thuật và lên tận trên đỉnh trên mái các bạn nhé. Đấy, thông hơi của bể phốt. Rồi và các bạn sẽ thấy nhìn thấy một cái đường. Đây đây là cái ống màu xanh xanh. Đấy, đây gọi là cái ống cấp nước. Đấy các bạn nhìn thấy này. Ở đây thì chúng tôi chưa làm hết. Thì sau này cái ống này nó sẽ lấy nước từ cái đây. Các bạn quay đây. Đây sau này chúng tôi sẽ đặt một cái tét nước ở đây. Đấy, một cái tét nước ở đây các bạn nhé. Đó. Và cái hệ thống mà nước sạch ấy sẽ lấy từ hệ thống mà cấp nước sạch chung của khu đô thị từ bên ngoài phía gì ạ? Phía bên ngoài vỉa hè
sau đó sẽ có đồng hồ đo nước ở bên ngoài của vỉa hè đấy. Đi vào đây và đi bơm vào cái tét nước ở đây. Đấy, sau đó sẽ dùng hệ thống máy bơm từ tét nước này. Đấy, đi theo cái ống này, đi lên cấp lên trên tét nước ở trên mái các bạn nhé. Đấy, thì ở đây thì chúng tôi chưa thi công phần đó thì các bạn thể chưa tưởng tượng được rõ. Rồi, ở đây thì tôi xin chia sẻ thêm các bạn, tâm lam ngồi một chút. Thế thì đây là cái gì? Cái hố gì đây? Do cái công trình này là bán hầm và các bạn nhìn thấy là có dốc để ô tô có thể hoặc là xe máy có thể đi vào bên trong. Thì khi mà trời mưa to thì nước nó sẽ tràn vào bên trong này. Thì tất nhiên là chúng tôi sẽ phải có cái hệ thống rãnh ở phía mặt trên rồi để nước vào đấy là xử lý ở rãnh bên trên này. Nhưng nếu mưa to quá nó tràn xuống đó, thì nó sẽ đi vào hệ thống rãnh ở đây dưới chân của dốc các bạn ấy, bao giờ thiết kế hệ thống rãnh này. Và các bạn nhìn thấy đây là cái ống này, khi mà nước mưa vào thì theo cái ống này, đây cameraman nhìn này, à, theo cái ống này, à, thì nước nó sẽ được thu toàn bộ nước mưa từ bên trên vỉa hè chảy xuống đây, thu vào cái ống này, và ống này thì cái đường ống nó đi ngầm ở bên trong để bơm vào đây, đấy, các bạn nhìn thấy chưa, đấy, chai đi bơm vào đây, đấy, thì toàn bộ cái nước của sẽ được đổ vào đây, và đổ vào đây thì nó sẽ là một cái hố ga để thu nước, được chưa? Hố ga thu nước này, sau đó chúng tôi sẽ dùng hệ thống máy bơm cái nước này ra phía ngoài. Đấy, rất là đơn giản nguyên lý hoạt động đấy. Thì sau này sẽ hoàn thiện xong thì các bạn sẽ nhìn cụ thể hơn. Nhưng mà tôi nói để các bạn có thể lưu ý trong cái quá trình mà chúng ta đổ cái bê tông gì ạ? Bê tông của cái sàn căn hầm này. Đấy, thì chúng ta phải đặt sẵn cái hệ thống ống ở những cái vị trí này. Và chúng ta thiết kế sẵn cái hố ga thu nước của khu vực tầng hầm, bất kỳ công trình tầng hầm nào đều có hố ga thu nước, để các bạn lưu ý các bạn nhé. Rồi, thì hy vọng thông qua cái video vừa rồi các bạn có thể hiểu toàn bộ cái hệ thống ống cấp thoát nước mà công ty cổ phần kiến trúc Kisano chúng tôi chia sẻ. Và các bạn nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì và cần chúng tôi tư vấn về dịch vụ thiết kế cũng như thi công chọn gói bao vật tư về phần thi công điện nước chọn gói thì bạn cứ alo chúng tôi để số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Và cái khác biệt của công ty chúng tôi so với những đơn vị khác đó là gì ạ? Chúng tôi là đơn vị thiết kế toàn bộ hệ thống điện nước của bạn, toàn bộ hệ thống kiến trúc kết cấu công trình của bạn. Chúng tôi cũng có nhân công lành nghề để làm về cái hệ thống điện nước này, và chúng tôi quan hệ với những nhà sản xuất, những nhà phân phối về hệ thống vật tư vật liệu điện nước rất là tốt. Nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn không chỉ về vật liệu, về mặt kỹ thuật để làm sao các bạn có cái hệ thống nước đó gì ạ? Thoát tốt nhất và cấp khỏe nhất. Thì đấy là những tiêu chí và những điểm khác biệt khi các bạn sử dụng đồng bộ từ thiết kế đến kỹ thuật thi công đến cung cấp vật tư của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và rất là mong được phục vụ khách hàng trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.